quý vị, không chỉ hàng không mà dịch vụ xe khách về thành phố Hồ Chí Minh cũng được dự báo sẽ quá tải trong những ngày sắp tới. Sau những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều người không đặt được vé xe tuyến Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh để kịp về làm việc vào sáng mùng 3 tháng 5. Chiều mùng 2 tháng 5, nhiều người dân và du khách cho biết không đặt được vé xe từ thành phố Đà Lạt về lại thành phố Hồ Chí Minh trong đêm mùng 2 tháng 5 và dạng sáng mùng 3 tháng 5 một số hãng xe lớn tại Lâm Đồng đều đã cháy vé. Chị DTHP sau 3 ngày về thăm gia đình ở Đà Lạt, sáng mùng 2 tháng 5 liên lạc với hai nhà xe là Thành Bưởi và Phương Trang để đặt vé đi thành phố Hồ Chí Minh trong đêm mùng 2 tháng 5 để kịp sáng mùng 3 tháng 5 đến công ty làm việc nhưng đã không còn chỗ. Tương tự, đôi bạn trẻ NTT và LHA đi du lịch Đà Lạt Do có việc đột xuất muốn đổi vé về thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn vào đêm mùng 2 tháng 5 nhưng cũng không thể đặt được. Đại diện nhà xe Phương Trang tại thành phố Đà Lạt cho biết, đêm mùng 2 tháng 5 sẽ có 170 chuyến xuất bến tuyến Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã được đặt kín chỗ từ trước. Người này nói, muốn đi đêm nay phải chờ khi có khách hủy vé mới điền vào chỗ trống. Tương tự, đêm mùng 2 tháng 5, nhà xe Thành Bưởi có trên 100 chuyến chạy tuyến Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhiều người muốn đặt vé đi trong đêm đều được trả lời là hết vé, phải chờ ngày hôm sau. Theo Sở Văn hóa thể thao và du lịch Lâm Đồng, dịp lễ năm nay có khoảng 65.000 lượt du khách đến Lâm Đồng tham quan nghỉ dưỡng. Theo thống kê của cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, lượng khách đến nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt đã giảm khoảng 35% so với dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm trước.